đã đi câu ở ngoài biển này được bao lâu rồi anh? Tôi câu đến bây giờ thì được 3 năm. Dạ vâng. Ngày xưa đó đi ngồi, Nina chắc biết đó, xuống với Newport Beach ở trên cầu không à, đi pier đó, thì câu giết là thấy toàn lại thấy tàu nó chạy qua chạy lại đó, mình cứ ước mơ, nói không biết bao giờ thì mình sẽ là một cái người ở dưới đó. Thì chúng tôi mới tìm hiểu, thì có những người khuyên, người có nói thì đừng mua, có người khuyên thì mua, nhưng mà rồi tìm hiểu thì thấy rằng làm chủ một chiếc tàu cũng không đến nỗi, thì thay vì mình mua một chiếc xe thì mình để dành tiền mình mua một chiếc tàu thì cũng được. Rồi kể từ khi mà có những chiếc tàu rồi thì mình cảm thấy, bởi vì mỗi một tuần mà quý vị ra ngoài biển rồi đó, cái muối đó nó làm cho Nina nó tăng thêm cái năng lượng vào cho người Nina, cho nên ra đây Nina sẽ không cảm thấy đói, không khát luôn, và không thấy mệt mỏi. Nhưng mà sau khi mà từ đây mà về tới nhà rồi đó thì tất cả những cái năng lượng ở ngoài biển nó đi hết, cho nên chúng ta về chúng ta sẽ mệt. Cho nên một lát nữa đó tôi khuyên Nina phải uống nước. Mình có mua bánh mì, mình có mua pate show, cà phê sữa đá để chuẩn bị cho một cái ngày câu cá ở ngoài đầy năng lượng và về đến nhà không mệt. Bởi vì về đến nhà đó nó còn cực hơn ra ngoài nữa. Tại vì chuẩn bị cho một hành trình đi câu cá thì không có đơn giản, là tại vì chúng ta ở ngoài khơi. Chẳng lẽ giống như ngày xưa vượt biên, em nghe nói là quăng câu xuống là nhiều khi móc lên cả mấy con cá, cá tuna rồi bỏ lên trên nồi nấu. Thì ở đây thấy cực quá, có gì chẳng lẽ ăn sống. Tiếc đó là mùa hè rồi mà đài không có chương trình. Thực sự chúng tôi cũng đề nghị làm rồi nhưng mà không có làm. Cho nên hè vừa rồi đó là cá ở bên Mễ nó chạy qua rất là nhiều, câu rất là nhiều cá to. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì cái luồng cá nó chạy hết rồi, nó lạnh rồi, nó đi hết rồi. Thì hôm nay mình chỉ câu cá nhỏ, mình câu tài tử cho vui, với lại một phần để muốn giới thiệu cái chương trình đầu tiên. Trong tương lai chúng tôi nếu có điều kiện thì sẽ tiếp tục, và lần tới đó mình mời khán giả mình đi. Mình mời một hay hai người mang con nít đi, hay là con Nina cũng được nữa. Tuần tới cho em đăng ký trước đi. Cho nên chúng tôi hy vọng là sẽ mời quý vị lên trên tàu đi một vòng cho vui, và mang theo các em nhỏ để giới thiệu cho các em biết ở California này có bao nhiêu cảnh đẹp. Quý vị đang nhìn thấy đây là một cái khu thương mại, trong đó có nhà hàng, shopping, chỗ bán đồ câu cá. Rồi đây là nơi cho thuê mướn tàu. Quý vị nhìn thấy những cái chiếc tàu nhỏ, cái mui trắng trắng đó, là cái tàu chỉ được phép đi trong cái vùng vịnh này thôi, trong cái bay này thôi. Và thường đó, đến mùa hè người ta mướn rất nhiều. Rồi mướn những chiếc xe đạp, đạp ở trên biển. Rồi mấy cái chiếc kayak, cái xuồng cá nhân nhỏ. Rồi nhà hàng ở trên đó. Rồi đặc biệt quý vị nhìn thấy cái chiếc tàu đó đó, đó là tàu chở người đi câu cá. Ngày xưa chúng tôi ghiền quá đó thì trả 45 đô la để đi câu được nửa ngày. Thì quý vị nhìn thấy có những người họ đang chờ để mà lên trên tàu, rồi tàu này sẽ chạy ra ngoài khơi. Thì thường đó chúng tôi ăn gian lắm, chúng tôi chạy theo. Nếu mà họ có cá thì mình đứng mình câu ké. Mình câu ké được thì mình có, họ có cá thì mình có cá, còn họ không có cá. Có lúc thì họ đi về tay không à. Tại vì nó tùy lắm, nó không có phải lúc nào cũng có cá. Đặc biệt là ngày hôm nay có thể sẽ không có cá bởi vì biển 6-14 độ thưa vị, lạnh. Vậy thì thường thường những cái người lên trên đó 45 đồng cái tiền vé có chung luôn cái tiền fishing license không anh? Không, fishing license một ngày dường như là 12 đồng rưỡi, còn mua một năm luôn á, thì là khoảng 50 đồng cho một năm vừa câu hồ vừa câu biển. Vòi rồi mới, nếu mà quý vị muốn bắt tôm á, cái mùa này là mùa bắt tôm được rồi, từ tháng 10 trở đi là mùa bắt tôm. Thì phải mua thêm một cái license mua tôm nó khoảng 9 đồng. Ngày hôm qua em coi trên mạng là một cư dân California đã rất là may mắn bắt được một con tôm hùm dài và rất là lớn. Mà con tôm đó cũng càng may mắn hơn là được phóng sanh sau khi bắt lên. Một lát nữa hy vọng chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phao tôm họ đang đặt ở ngoài này. Và bằng những cái chuồng lưới đó họ đặt dưới, ở nhà tôi cũng có nữa. Mà đi cực quá cho nên mua một lần 4 cái rồi để cũng không làm. Bởi vì phải đi ra buổi tối khuya, rồi thả xuống, rồi để đó, rồi canh chừng mấy tiếng sau, rồi kéo lên như vậy. Vui, nhưng mà một hai lần thôi. Rồi sau đó thì thôi,
bỏ tiền ra mua, với lại ăn tôm tôi thấy tôm nó bị cholesterol đó, cho nên mình đang đấy cho nên mình cũng không dám ăn tôm nhiều. Yeah. Bây giờ là anh em của mình đi tới đâu rồi anh Thủy? Bây giờ chỉ còn khoảng vài trăm thước nữa thôi là chúng ta đến cửa đại. Cửa đại là được ra ra ngoài cửa lớn để ra ngoài khơi đó. Thì chúng Nina thấy ở ngoài khơi có chiếc tàu hàng không, nó đậu ngoài đó. Một lát nữa nếu có điều kiện chúng ta sẽ chạy sang cảng Long Beach. Chúng ta đi đến chiếc tàu của Queen Mary. Cảng Long Beach, chúng ta đi thăm những hải đảo thần tiên của Long Beach. Dạ vâng, ở Long Beach có 3 hải đảo, chúng tôi chọc hải đảo thần tiên. Thật sự những cái hải đảo này nó nhỏ lắm, để nó làm nó đào dầu, nó đào ga gì không biết nữa. Mà cái hoạt động của chính phủ ở trên nó rất là nhộn nhịp. Thì chúng ta sẽ đi thăm viếng những cái khu đảo này và đi một vòng cho biết ở ngoài khơi. Bởi vì thường đó quý vị đi câu cá, quý vị đi ở ngoài cầu á, thì chúng ta chỉ biết trong cầu thôi à. Còn lần này chúng ta đi ra khơi được, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều ở ngoài hơn. Một trong những người mà chúng tôi thán phục nhất á, là những người đi câu cá ở trên bờ. Nina thấy không? Cái mùa này thì ít rồi, nhưng mà mùa hè đó họ đông thật là đông luôn. Mà Nina tưởng là họ phải đậu xe, họ đi bộ từ ở ngoài đó ra tới tuốt ở ngoài này cũng gần cả dặm đường á. Và đi khó lắm, tại vì phải đi trên đá rất là dễ té. Mà họ chịu khó, họ chạy ra đến tuốt ở ngoài phía tận ngoài kia và hy vọng có cá. Thực sự tôi chưa bao giờ tôi đi hết cho nên không biết có cá hay không. Nhưng mà có lần thấy thì cũng có người kéo lên được cá cũng khá lớn. Em thấy đi câu cá là khi mà có những cái người mà họ nghiền rồi đó, thì họ vừa là một cái thú vui, vừa là được enjoy riêng cho một mình, hoặc là đi chung với gia đình. Giống như anh nói là dắt gia đình đi theo 4 người đi câu. Đi câu cá chỉ là một cái thú thôi. Thực sự cái nguyên do mà chúng tôi ra ngoài biển là để recharge, nạp điện lại sau một tuần lễ làm việc. Phải nói rằng 12 tiếng một ngày quá mệt mỏi đấy. Thì riêng cái ngày thứ bảy mình dành riêng cho ngày để mình ra đây mình thư giãn. Thì giống như là máy điện toán của Nina, thỉnh thoảng Nina phải clean á, để mà là dọn dẹp cái memory của nó. Thì ra đây cũng thế, ra đây rồi các đầu óc mình nó trống, mình không nghĩ đến những cái chuyện bận rộn ở trong đất liền nữa. Rồi về đến nhà qua thứ hai mình đi làm, mình có đầy đủ năng lượng trở lại. Em mà anh Thủy, em thấy là thường thường có những cái người lúc mà em còn đi học đó, là em hay ra những cái gành đá ở Newport Beach để mà bắt cua đó. Yeah. Thì mấy cái gành đá này cũng có cua chắc vậy ha? Nhưng mà khó lắm, tại vì gặp gành quá. Và tôi nghĩ cua nhỏ như vậy đó, bắt về chắc là không biết làm gì. Không, bắt về ngày xưa vui lắm. Bắt được một xô về coi coi xong rồi cái tới chừng nó chết mới đem đi đổ. Chứ thật sự ra cũng không biết làm gì. Cứ Nina biết nhỏ đó, cái con cua nhỏ này đó bỏ trong nước biển đó, nó sống mấy ngày á. Oh. Yeah. Nước biển ở đây nè, bỏ nó sống mấy ngày á. Yeah. Tại vì ngày xưa đi học rảnh rỗi lắm nên thành ra là tìm đó, những cái thấy ở ngoài tận xa không có một cái người đứng ngoài đó đi bộ ra tuốt ở ngoài đó để câu cá đó. Mà để đi bộ ra rất là khó khăn phải không anh? Tại nhưng đâu mà nhựa, nhưng đâu mà đâu. Những người này mà đi được á thì họ sẽ có một cái đôi chân rất đẹp. Đôi chân rất đẹp nhưng mà một cái bàn chân thể phải xì lại. Tại một vì cứ gần đá kiện, không. Yeah. Và một đôi chân. Anh Bình thấy là ở nước á, biển ở dưới rất là trong, chúng ta thấy cả nước đá ở dưới luôn. Một lát nữa đó sẽ đưa đi quý vị ngắm cá từ ở trên ngắm dưới. Ở đây nó có một cái loại cá mà tôi quên mất tên rồi, nó màu cam mà cái cá đó không được bắt. Cá đó là cá biểu tượng của California. Rồi bây giờ đây là cái khu vực anh Bình thấy ở ngoài ở trên cùng á, nó có cái giống như là cái màu xanh xanh đó là báo động đó. Tức là tùy theo cái mức gió và tùy theo mức sóng thì họ sẽ báo cho mình biết là có nên ra ngoài hay không. Và nó sẽ có tiếng còi hụ, nếu mà gió lớn và biển lớn, sóng lớn á, thì nó sẽ hụ còi lên. Bây giờ thì đang ở mức độ 1, tức là chẳng có gì hết. Thì biển hôm nay rất là hên cho Nina, êm vô cùng. Ra ngoài này Nina sẽ thấy giống như là mình đang ở ngoài sông vậy đó. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ tăng tốc độ. Bây giờ yêu cầu anh Bình phải ngồi xuống và để chúng ta có thể tăng tốc độ đi cho thật nhanh. Vâng. Thường đó thì ra khỏi khu vực này thì chúng ta phải tăng tốc độ để chúng ta có thể đi câu kịp. Vâng. Anh nói đúng là mình đi ra ngoài đây mình enjoy cái không khí và cái fresh air, cái gió rất là mát kính thưa quý vị.
Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một cái địa điểm mà chúng tôi quen thuộc, ra ngoài này hay đi câu cá. Là ở chỗ này đó thì nó vừa có đủ loại cá hết á, mà cá nục thì nhiều nhất. Cá nục khi mà ném xuống đó thì nó ăn liền.